Vừa qua, Công an Phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhận được thông tin từ gia đình chị Nguyễn Hải Yến, 21 tuổi, ở Tây Đô, Hưng Hà, Thái Bình, hiện là sinh viên học tại Hà Nội, về việc hơn chục ngày qua, gia đình không liên lạc với chị. Chiều 17 tháng 3, Công an thành phố Hà Nội đã phát đi thông tin tìm kiếm chị Yến. Ai biết chị Yến ở đâu xin báo cho gia đình, số điện thoại 03551 55138 hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Mọi người cùng chia sẻ thông tin để gia đình sớm tìm được chị. Vừa qua, ông Nguyễn Sĩ Nam, tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, cục hải quan Nghệ An cho biết, anh Phạm Hải Bình, công chức công tác tại tri cục, đã có báo cáo ban đầu về vụ việc dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông ở thành phố Vinh vào sáng hôm 13 tháng 3. Theo đó, bước đầu anh Bình cho biết, trên đường tới cơ quan đã xảy ra va chạm giao thông. Lo bị chậm giờ sẽ bị phê bình, nên khi xảy ra va chạm, anh đã không giữ được bình tĩnh và có hành động thiếu kiềm chế. Sau khi xảy ra sự việc, anh Bình đã nhận ra sai lầm do hành vi bột phát của mình. Anh Bình cũng đã xin lỗi gia đình và người bị hại, đồng thời mong muốn đơn vị tạo điều kiện để được sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của mình. Ngoài ra, anh Bình cũng thành thật xin lỗi cộng đồng mạng và mong được tha thứ cho hành động bột phát của cá nhân. Vừa qua, Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố nguyên nhân vụ việc 232 chiếc xe máy tăng vật tại trụ sở Công an huyện Tánh Linh bị thiêu dụi. Vụ cháy xuất phát từ sự bất cẩn của chiến sĩ công an nghĩa vụ. Theo đó, một chiến sĩ đang thực hiện quá trình hút xăng từ các xe máy tăng vật vi phạm trước khi đưa vào bãi. Cùng lúc, một chiến sĩ khác đi ăn cơm chiều về vô tình quăng tàn thuốc chúng vào nơi đang hút xăng, khiến ngọn lửa bùng phát. Vụ cháy đã được dập tắt sau 45 phút, tổng thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Theo Công an Bình Thuận, vụ cháy đang được Công an huyện Tánh Linh làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân, đồng thời làm việc với từng chủ phương tiện để thỏa thuận bồi thường dân sự trong vụ cháy này. Theo luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, giảng viên luật thuộc Đoàn Luật Sư tỉnh Đồng Nai, căn cứ khoản 2, 3, điều 9, nghị định số 138-2021 NDCP, thì người ra quyết định tạm giữ tịch thu có trách nhiệm quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện bị tạm giữ. Trường hợp tăng vật, phương tiện, giấy phép bị tạm giữ, bị mất, bán trái quy định, đánh cháo, hư hỏng, thì người ra quyết định tạm giữ tịch thu chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, người quản lý bảo quản tăng vật phương tiện giấy phép bị tạm giữ có trách nhiệm trực tiếp quản lý bảo quản tăng vật phương tiện bị tạm giữ tịch thu. Trường hợp tăng vật phương tiện giấy phép bị tạm giữ bị mất, bán trái quy định đánh cháo hư hỏng, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý bảo quản tăng vật phương tiện giấy phép bị tạm giữ. Như vậy, đối với các xe máy bị cháy dẫn đến hư hỏng, thì người ra quyết định tạm giữ, tịch thu phải chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Còn người quản lý bảo quản tăng vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện. Ngoài ra, trong trường hợp chủ xe có mua thêm bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm tự nguyện, thì chủ xe yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho mình. Khi doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường cho chủ xe, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu công an huyện Tánh Linh hoặc người có lỗi gây ra đám cháy, bồi hoàn cho mình khoản tiền đã bồi thường trước đó cho chủ xe. Sáng ngày 16 tháng 3, qua trao đổi thông tin, đại diện quán cơm gà Trâm Anh cho biết, những ngày qua, quán đã tích cực liên hệ với các nạn nhân và đến các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị để hỏi thăm, đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Ngay sau khi có thông tin hàng trăm người nhập viện sau khi ăn cơm gà của quán mình, đại diện quán Trâm Anh đã đăng tải trên mạng xã hội lời xin lỗi, trước mắt nhận trách nhiệm về mình. Đại diện quán cơm gà Trâm Anh chia sẻ, quán tôi đã hoạt động hàng chục năm là một trong những quán cơm gà nổi tiếng tại Nha Trang. Tôi rất tiếc khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn này. Đến nay, gia đình tôi đã chủ động thanh toán viện phí cho hơn 70 trường hợp và sẽ tiếp tục liên hệ các bệnh nhân để khắc phục hậu quả. Tính đến 15 giờ ngày 15 tháng 3, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận có 345 người nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà ở quán Trâm Anh. Hiện các ca bệnh đang điều trị có một số bệnh nhân còn triệu chứng buồn nôn, sốt, đi cầu phân lòng, đau quặn bụng từng cơn. Đáng chú ý, một trường hợp bệnh nhân nữ mang thai 18 tuần đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa diễn biến nặng. Bệnh nhân sốt 38,5 độ, buồn nôn, tiêu chảy hơn 10 lần, đau bụng quanh rốn. Trường hợp này đã được chuyển vào khoa hồi sức tích cực chống độc để theo dõi, điều trị sát. Các ca bệnh nặng, người già trẻ em đã được các cơ sở y tế chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị. Trước đó trong chiều ngày 15 tháng 3, đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cũng đã có thông báo kết luận ban đầu về việc kiểm tra, giám sát việc điều trị bệnh nhân ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố Nha Trang. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây nhiễm độc, nhiễm khuẩn trong vụ nghi ngộ độc cơm gà ở quán cơm gà Trâm Anh, thành phố Nha Trang. Kết quả tại bệnh viện Vinmec Nha Trang cho thấy, cây phân của hai bệnh nhi ngộ độc nghi do ăn cơm gà của quán Trâm Anh, đường Bài Triệu, thành phố Nha Trang, cho ra dương tính với vi khuẩn Salmonella, tác nhân chính gây nhiễm khuẩn đường ruột. Sở Y tế Khánh Hòa cũng yêu cầu trong việc điều trị, bước đầu đề xuất định hướng điều trị theo hướng nhiễm trùng, nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân Salmonella, với kết quả tham khảo kháng sinh đồ sớm nhất từ Bệnh viện Đa khoa Vinmec để cân nhắc việc lựa chọn kháng sinh cho phù hợp. Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh sẵn sàng tiếp nhận, thu dùng điều trị ca bệnh có liên quan đến vụ việc nêu trên mới đến nếu có, đồng thời tiếp tục chăm sóc điều trị bệnh nhân, chủ động theo dõi sát các ca bệnh ngộ độc đang điều trị nội ngoại trú tại đơn vị. Khi có ca bệnh diễn biến bất thường, chuyển nặng, Sở đã yêu cầu các đơn vị y tế cần kịp thời hội trần chuyên môn với Bệnh viện Đa khoa tỉnh để đưa ra giải pháp điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân, tránh chậm chế để người bệnh chuyển biến nặng, vượt quá khả năng chuyên môn của đơn vị. Đồng thời, tiếp tục theo dõi diễn tiến bệnh và cập nhật kết quả xét nghiệm cụ thể của từng người bệnh khi bị ngộ độc để điều chỉnh các chỉ định lâm sàng hợp lý. Ngày 17 tháng 3, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu liên tiếp phát đi 8 bản tin thông báo động đất tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Con Tôm. Theo đó, trận động đất đầu tiên trong ngày xảy ra vào lúc 10 giờ 43 phút, có độ lớn 3,3 độ Richter. Các trận tiếp theo có độ lớn lần lượt là 3,2 độ Richter, 2,9 độ Richter, 3,9 độ Richter, 3,7 độ Richter, 3,8 độ Richter, 2,7 độ Richter và 2,6 độ Richter. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó ngày 16 tháng 3 ở đây xảy ra hai trận động đất, ngày 15 tháng 3 là 3 trận, ngày 14 tháng 3 là 4 trận, ngày 11 tháng 3 là 3 trận. Như vậy chỉ trong 16 ngày, con tùm đã ghi nhận đến 20 trận động đất. Liệu có phải động đất ở con tùm đang gia tăng về tần suất và cường độ? Số lượng các trận động đất liên tiếp như vậy có bất thường. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, động đất kích thích cũng xảy ra theo chu kỳ, có những thời điểm động đất xảy ra dồn dập, có thời kỳ yên tĩnh hơn liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện. Động đất tại Con Plong được nhận định có thể kéo dài trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, động đất cực đại ở khu vực này ít khả năng vượt quá 5 độ. Kể từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Con Plong, tỉnh Con Tum liên tiếp xảy ra hàng trăm trận động đất có độ lớn từ 2,4 đến 4,7 độ Richter. Trên cơ sở dữ liệu động đất ghi nhận được tại khu vực huyện Con Plong, cho thấy động đất xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây và có xu hướng tăng lên về độ lớn các trận động đất tại khu vực này chưa ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và người. Tuy nhiên, các rung động địa chấn do động đất gây ra đã ảnh hưởng nhất định đến đời sống của nhân dân trong khu vực. Khu vực tỉnh Con Tum nói chung và huyện Con Bờ Lông nói riêng thuộc đới đất gãy nhỏ. Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5,0. Viện Vật lý Địa Cầu thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này. Để có kết luận chính xác, thời gian theo dõi hoạt động động đất phải đủ lớn các cán bộ thuộc viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện Con Plong. Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo người dân và chính quyền khu vực này cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng. Các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh.